Hello my friend, and welcome to quy tắc lái xe bit 101 my friend. Luôn luôn để ý phía trước và xung quanh my friend, ok? Để lái xe an toàn vậy đó. Let's go. Gì nữa? Hãy đón khách ở cái nơi có biển báo dừng gì đó và tỏ ra thân thiện đối với khách hàng, ok? Để cho họ cảm thấy một ngày hôm đó là một ngày tuyệt vời hơn. Yes. Và không được gọi là dừng quá nhiều giữa các trạm dừng my friend, ok? Thành phố không phải là nơi để mình có thể đánh mất thời gian như vậy. Và cuối cùng là khi mình nghe một cái người nào bấm chuông ấy thì mình phải dừng cái trạm tiếp theo cho họ, ok? Ok. Cái gì đây nữa? Phải đợi khách hàng xuống xe rồi bắt đầu mới được khởi hành my friend, chứ không là khách hàng té giặt mặt. Ok. What the hell is this? Nếu như bạn nhìn thấy thứ gì không bình thường thì bạn cái gì đó my friend, máu nhiều không đọc được my friend, ok? Hãy báo cho nhà chức trách biết và sau khi kết thúc cả làm việc. Ok, hello my friend and welcome to the game 124 Handle of the World my friend. Ủa nhưng mà game này mình chơi rồi mà Dũng. Yes. Nhưng mà nhà phát hành game họ sau khi thấy mình chơi my friend, họ mới bảo Dũng có nhiều tiềm năng quá nên là họ update game một lần và họ bảo Dũng ơi chơi lại đi. Ok, ok. Cho nên là chào mừng my friend đến với trò chơi 124 xử lý thế giới my friend. Let's go. What the hell? Jeez. Cuối cùng. Sao là mình nhìn xuống chân mình vậy? Bây giờ không được nhìn chuột nữa mấy friend. Thay vào đó chúng ta có thể nhìn vào gương. Ok, thắng. Khách hàng quen thuộc mấy friend. Hello anh Zai, what's up? Chờ một chút. Tôi giống như là có một cái deja vu. I just been in this place before. Hi girl on the streets and I know it's my turn to go. Đúng rồi, deja vu thật. Mới gặp hôm qua nay lại gặp lại rồi mấy friend. Dù sao đi nữa thì cái xe buýt này trống rỗng quá. Ý tôi là cũng có lý thôi. Bây giờ là 1 giờ sáng mà. Chà, mình thích lớp học ban đêm của mình hả? Ok. Và khá là khen ngợi khi mà anh cùng làm việc ở ca đêm như vậy. Ok. Xong đây nó nói nhiều vậy. Mọi hôm nó ít nói lắm mà. Tôi cảm giác như tôi phải giải thích cho anh một cái điều gì đó. Nhưng tôi không nhớ nữa. Tôi phải giải thích gì nhỉ? Thôi khỏi đây. Không có khỏi giải thích đây. Anh vào ghế giùm em gái. Thôi bỏ đi. Đưa tôi về nhà đi. Anh vào ghế đi. Và đừng có cán ai dọc đường nhé. Đùa tí thôi mà. Lần trước mình có cán đứa mày friend. Ok, lần này game cho mình gương chiếu hậu my friend. Mình có thể thấy được cái anh ấy đang ngồi ghế my friend. Ôi anh lên xe rồi, let's go. Ok, ok, mình vẫn đang đạp ga my friend, ok. Ok, không sao, khách hàng không thấy my friend. Cho nên là mình cũng không để anh ấy biết làm gì. Mình biết thôi là được rồi my friend. Một người gặp ma là đủ rồi, không cần như hai người gặp ma chi nó hoảng loạn. Ok, ok, dừng em dừng đây. Chưa anh ơi, chưa đến, đừng, stop. Chưa đến trạm. Đây, đến trạm rồi. Ok, anh xuống rồi nha mấy friend. Ok, anh đi rồi nha mấy friend. Ơ? Ai vậy? Hello. Mở cửa nút nào? Em xin lỗi, mấy ngày đầu. Cảm ơn rất nhiều, suýt nữa là tôi bị lỡ cái speed này rồi. Sao nhìn mặt anh này ghê thế? Đây là con đường duy nhất tôi có thể về nhà hả? Anh không muốn bị lạc trong những con đường này đâu, đặc biệt là về đêm. Đã có rất nhiều thứ lạ lùng xảy ra, những thứ kinh khủng lắm, những thứ rất kinh khủng. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tại vì nhìn mặt anh ghê quá, với lại anh mặc cái áo nhìn... Ủa? Cái áo hình như là để tôn vinh hay là vinh danh ai đó mới mất đấy my friend. Ai trong cộng đồng Minecraft thì phải, mình quên tên mất rồi. Sao con Mew kêu ghê quá, ra con Mew kêu cái gì kìa. Anh có phải là một trong số họ không? À, tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết là phải tin ai bây giờ nữa. Làm ơn, đưa tôi về nhà đi. Và anh cũng về nhà luôn đi. Và nếu như anh có nhìn thấy một ba chấm thì bỏ chạy mày friend. Một ba chấm là một gì? Ma nhiều quá mấy friend ơi. Let's go, let's go. Để mình đi dọc đường nha, bữa mình tông chết con bé nào. Bây giờ nó hiện về nám mình mày friend. Bên kia cũng có trạm dừng. Đợi xíu nha anh hành khách. Con mèo nha em nó kêu quá. Con mèo nha em kêu quá, để em coi nó kêu cái gì. Mew nó nhắc mình lấy quần áo vào my friend. Mew đúng là một con mèo ngoan my friend. Nhắc chủ nó lấy quần áo vào cho trời tối kẻo mưa ấy. Hảo Mew. Ok, tiếp tục lái xe buýt nào my friend. Bada boom, bada bim, khách mình vẫn ngồi đó chứ. Dạ, ủa. Anh đứng lên lúc nào vậy? Trong lúc mình đi lấy quần áo hình như anh có đòi xuống xe thì vậy. What? Tiếng kêu gì vậy?
Mình phải tốt nhất hoàn thành ca làm việc này, sau đó sau đó lượn, my friend. Oh no, 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 no. Oh, khoan, cẩn thận, cẩn thận. Lần trước mình tông chết đứa rồi, bây giờ mình phải nhìn trước nhìn sau, my friend. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ah, ending 1/2, my friend. Jesus, thắng không có kịp. Nghe bạch 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 mà thắng kịp. God damn it. Thử lại, my friend. Thôi mình đi nha, mình đi nha, mình không có nói nhiều, my friend. Deja vu, I just been in this place before. Hai girl on the streets and I know it's my time to go. Anh nói nhiều quanh về chỗ đi để em lái xe cá nhân lên. Trời ơi là trời ơi, 1 giờ sáng này còn ngồi nói chuyện vớ vẩn này, my friend. Vậy là sau khi thằng kia la cái á một cái là sẽ có một con ma lao ra, my friend. Mình chỉ thắng kịp thôi, mình phải tập thắng cái rồi. Jesus. Anh đến đây là bắt xe buýt về nhà hay để anh nói chuyện mà anh nói lắm thế. Ok, kệ nó, my friend, mình lái xe luôn. Giờ nó mới vào chỗ ngồi. Con ma này, hù. Biết rồi, mình biết trước rồi. Mình đi trước rồi, my friend. Mình đã trải qua cái kiếp sống này một lần rồi, ok. Ok, ok, ok. Chạy luôn, my friend. Để mấy. Định chừng nó té chơi mà không được. Ai gọi đây? Oh, hello. Vừa con mai dưới chân mình, my friend. Jesus. Chuyện lời chính xe hả? Yes, yes. Đường duy nhất để anh về nhà hả? Ok, ok. Mình không muốn bị lạc ở trong những cái con đường này. Yes, yes. Đặc biệt là về đêm. Mình biết. Sao cứ mỗi lần thằng này lên xe là con Miu lại kêu nhỉ? Anh đứng nó chơi đi để em ra coi con mèo của em thế nào. Ok. Mình chỉ cho Miu đi lái xe luôn, my friend. Cái Miu kêu quá. Nào, cho Miu nằm đây nha. Được chưa? Miu nằm đây được chưa? Nằm im nha, không có kêu được nha. Damn it. Let's go, my friend. Xanh là nhìn tôi như thế hả? À, tại vì mỗi lần xuất hiện con Miu nhà tôi đều kêu thế. Let's go, về chỗ giùm em đi nhanh lên. Nhà em bao diệt. Bây giờ mình một tay lái xe, một tay vuốt Miu, my friend. Một tay đang massage Miu để cho nó quên đi cái nỗi buồn ngày hôm nay. Có thể Miu đã bị crush đá chăng? Nếu thế thì Miu giống mình rồi, my friend. Hôm nay hai đứa giống nhau, ok. Mình và Miu hôm nay đều bị crush đá. Ủa còn một con ma ở đâu nhỉ? Mình đi được mấy con rồi? 3 con rồi. Sao hôm nay Miu buồn gì, nói nghe coi. Hôm nay Miu có gì muốn tâm sự nào, rút bầu tâm sự với tao đi. Ok, để tao cho khách xuống cái này nha Miu. Chuẩn bị là cái é này. Biết mà. Hello. Ok, tìm hết 4 con ma nha mấy friend. Bây giờ thì đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, không phanh kịp. Nút phanh hư rồi, nút phanh hư rồi, nút phanh hư rồi, mình xin nhắc lại nút phanh hư rồi, mình đang phanh. Phanh, 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 phanh. Tao thông chết người rồi Miu ơi. Đừng báo với công an nha Miu, chỉ tao với mày biết thôi. Và mấy friend biết nữa. Và nó là ending 2/2 my friend. Very nice. Game 124 Hand of the World nha mấy friend. Miu nó muốn chào mấy friend tại vì lâu quá không được chào mấy friend hay sao á. Hey nhô. Lâu. Ê, trời. Miu bị. Miu bị đau chân hả? Miu bị đau chân hả? Ai cắn Miu à? Miu bị sao mấy friend? Hình như mới đánh nhau hình như. Bại trận hay sao ấy. Bại trận, bây giờ chuyện của bại liệt là bế lên phát rin. Chào. Rồi. Thôi. Giống bảo hành động vật có như muốn vải nha mấy friend. Mình xin cam kết là mình không có động chạm gì hết, ok. Ý là mình không có liên quan đến cái sự đau đớn của Miu mấy friend. Nhưng mà chúc mấy friend một ngày tốt lành, ok. Hôm nay có vẻ như là một ngày không tốt lành cho Miu cho lắm. Nếu mấy friend đi ngủ thì what? Chúc mấy friend ngủ ngon, xin chào và gặp lại mấy friend. Goodbye and good night. Để mình đi coi Miu bị làm sao cái này. Chào, mình làm sao.